Xin chào các bạn, ngày hôm nay trên tay mình đang cầm đây là sản phẩm lọ xịt khoáng Mioskin 5-in-1. Nghe nói sản phẩm này hiện đang rất là hot tại thị trường Việt Nam, được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Ngày hôm nay mình sẽ điểm qua nhanh các cái công dụng, thành phần cũng như là điểm đặc biệt của sản phẩm này nhé. Về điểm đặc biệt của em này thì đây là sản phẩm duy nhất và đầu tiên mang công nghệ tế bào nhỏ và một sản phẩm xịt khoáng. Thứ hai nữa là trong thành phần của em này này thì tất cả đều là những cái tinh chất rất là quý hiếm, như là tế bào gốc thực vật, DNA cá hồi, tế bào gốc trà xanh. Thường thì những cái tinh chất quý hiếm này chỉ được sử dụng ở trong các sản phẩm để được tiêm vào da hay là lăn kim ở các bệnh viện thẩm mỹ lớn hàng đầu của Hàn Quốc. Về công dụng thì sản phẩm này giống như là một bức tường bảo vệ hoàn hảo, giúp cho làn da của chúng ta lúc nào cũng trắng sáng, căng bóng một cách thật là tự nhiên. Thứ hai nữa là sản phẩm này giúp tái tạo và cải thiện làn da sau khi nặng mụn, phục hồi làn da bị mỏng yếu sau khi chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng trước đó. Sản phẩm này còn có một công dụng đó là nâng cơ, chống lão hóa. Và điều đặc biệt đó là em này thay tất cả các bước dưỡng da thông thường nên cực kỳ phù hợp đối với những bạn gái có thời gian bận rộn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ để chai theo hướng thẳng đứng, cách mặt khoảng 20-30cm. Sau đó phun đều theo hướng vòng tròn quanh mặt của chúng ta để cho các cái dưỡng chất thấm đều toàn bộ vào lỗ chân lông. Các bạn lưu ý nhá, mình chỉ xịt 3 lần tại 3 khu vực là mặt, cổ và sau gáy. Nhớ chỉ 3 lần để tránh cho các cái nút này này, cái nút này nó bị hư hỏng và bị lãng phí nữa. Chúng ta chỉ sử dụng một lượng vừa đủ thôi nhá. Cổ, sau đó là sau gáy. Rồi, sau khi phun xong thì chúng ta nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay của mình massage đều để dưỡng chất thực thẩm thấu vào trong. Các bạn lưu ý là không cần phải lắc nha, chúng ta chỉ được xịt như vậy thôi nha. Sau cách 1 đó là cách tắm, thì tới cách 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đó là dưỡng da. Gel Mioskin sẽ được sử dụng với một sản phẩm dưỡng da thông thường. Đầu tiên trước khi sử dụng thì các bạn nhớ phải rửa sạch đôi bàn tay của mình. Tiếp theo là rửa sạch khuôn mặt. Các bạn nhớ lưu ý phải rửa sạch khuôn mặt để da mặt của chúng ta có thể hấp thu tất cả các chất dưỡng chất của sản phẩm nha. Thấu vào khuôn mặt. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cách sử dụng các cái điểm đặc biệt cũng như thành phần của sản phẩm này nha. Hứng hẹn gặp lại các bạn ở một video sau khi mà Xuân đã sử dụng và trải nghiệm sản phẩm này một thời gian. Sắp tới thì Mioskin chào mừng ngày 20 tháng 10.